nhà cũng tức rồi nha. Rồi pha của những cái này dùng lồng với nhau là được. Thế còn vẽ về độ lớn, nếu vẽ trực tiếp độ lớn thì sẽ khó, bởi vì nó là độ lớn của một số phức bằng tích của các độ lớn của các cái số phức thành phần này. Mà tích thì là mệt rồi, tích là phải nhân lên mệt rồi. Thế nên người ta mới làm đơn giản hóa bằng cách là lấy loga của cái tích đấy rồi nhân lên 20 lần. Nhân lấy loga rồi nhân lên 20 lần. Thế thì bởi vì cái hàm loga là đồng biến, hàm loga là đồng biến, cho nên cái tích này mà lớn thì cái hàm loga này nó cũng lớn, nhà tích này mà bé thì cái hàm loga này cũng bé. Cho nên là nhìn cái 20 lần log, nhìn 20 lần log thì cũng sẽ thấy được là khi nào h lớn, khi nào h bé. Thấy chưa? Mà vẽ cái tổng đó, tại vì loga của tích bằng tổng log mà, tổng và loga mà, vẽ cái tổng nó thì nó dễ dễ hơn là vẽ tích. Đấy, ngày xưa các bạn tưởng tượng là hôm trước tôi nói rồi đấy, chúng ta đang ở khoảng năm 1930 thì nên mà phải phải khảo sát cái hàm h omega nhá. 1930 máy tính chưa có khảo sát cái h omega này, mà để tích thì không chơi được, cho nên là phải lấy log nhá, độ lớn là lấy loga. Vậy thì cuối cùng là sẽ chia thành loga của một tổng. Rồi à, có công thức nào nhỉ? Đây, cuối cùng là h là lấy loga của một tổng. Và khi lấy loga này thì người ta nói rằng đây là vẽ với đơn vị decibel. Ben là tên của một cái ông kỹ sư người Mỹ rất cực kỳ nổi tiếng, kỹ sư Bell. Bell, ông ấy nghĩ ra điện thoại, cái điện thoại của mình bây giờ ấy. Decibel là 10 lần, là 1 phần 10 Ben, đơn vị là decibel. Chứ còn nếu mà bỏ chữ decibel lên mà viết như này lại thành cái sai nhá. Có chữ độ lớn này, tính theo đơn vị decibel bằng độ lớn rồi lấy 20 log độ lớn. Đấy, thế thì chúng ta lấy tổng tất cả những cái này, thì chúng ta sẽ tính từng thành phần một rồi lấy tổng lại, được chưa? Thế buổi trước là chúng đã được giới thiệu rồi, tất cả những cái thành phần này đều đã được tính hết rồi. Cái thành phần này là một hằng số này, thành phần này thì là một đường thẳng này, thành phần này thì là một đường cong, và thành phần này cũng là một đường cong nhá. Nhưng đường cong này thì vẽ rất là khó, cho nên người ta vẽ thông qua tiệm cận, nó tìm hai điểm cận của đường cong này, nó tìm hai tiệm cận của đường cong này, rồi cuối cùng cho tổng tất cả những cái tiệm cận và những cái biểu diễn đường nằm ngang với những đường xiên này, tạo thành một cái hình nào đó. Cái hình đó nó sẽ là tiệm cận của cái hàm h omega theo đơn vị decibel, và các anh sẽ vẽ một cái đường nào nó bám theo cái tiệm cận đó thì sẽ được nha, thì sẽ được cái biểu diễn gần đúng thôi. Còn biểu diễn đúng thì không làm được, biểu diễn đúng, muốn biểu diễn đúng thì chỉ có tại một điểm bất kỳ tính cái hàm này vẽ, phải có máy tính mới làm được, chứ còn tính tay không làm được, được chưa? Như vậy là tính tất cả những cái này chúng ta phải tìm những biểu diễn này thì biểu diễn đúng, thì biểu diễn này đúng thì nó là đường thẳng, cái này là đường thẳng, nhưng cái này nó là đường cong, cho nên tìm hai tiệm cận rồi vẽ bám theo. Cái này thế đường cong, tìm hai tiệm cận rồi vẽ bám theo. Còn góc pha này thì sao? Thằng này biểu diễn đúng được cộng trừ 180 độ, nó tùy theo là c dương hay âm. Cái này j omega mũ n bằng n lần 90 độ à, cũng biểu diễn được chính xác, biểu diễn chính xác luôn được. Nhưng ông này thì không biểu diễn được chính xác, đúng không? Thì tìm mà nó là cái này chúng ta cũng là ba tiệm cận đó. Một tiệm cận ở phía bên trái là bằng không, rồi bên phải nó bằng 180 độ nhân nhân với số mũ, rồi một cái đường xiên nữa đi qua cái tâm là cái điểm 90 độ nhân với số mũ này, rồi tần số được đứng đứng với đó là tần số gãy. Xong anh vẽ xiên một cái bằng cách là lấy về bên trái và bên phải một đề cát của tần số gãy, rồi anh nối thành một đường xiên, thế là xong. Thế còn cái này cũng thế, cái này cũng có trái bên phải và xiên, nhưng mà bên trái là không này, bên phải sẽ là 40 k, là 40 nhân số mũ, hay là bao nhiêu nhỉ? 100 nhân tính nhớ nhầm, 180 nhân số mũ, 180 nhân số mũ. Xong cũng đi qua cái điểm ở giữa, rồi cũng lấy về từ tần số gãy thì cũng lấy về bên trái, lấy về bên phải, nhưng mà lấy không phải lấy một đề cát mà chỉ lấy a đề cát thôi. Xong đó a thì phụ thuộc vào đâu rồi, lấy số a rồi nhỉ? Đây, a thì phụ thuộc vào zeta, a phụ thuộc vào zeta. Nếu mà zeta bé không phải a thì lấy a theo công thức này, nếu a lớn hơn a thì lấy công thức này. Thực ra thì
đi thi từ mấy năm gần đây rồi, không hỏi đến cái bậc hai. Bậc hai vậy nó khó, ta cứ học thì ta cứ làm thôi nhá. Yeah. Nhắc lại nhanh cho anh lý thuyết là như thế, có nào chưa hiểu không? Đừng để phí cái phần này 3 điểm này. Phần này 3 điểm. Ở môn này 3 tín chỉ. 3 điểm cũng là đáng kể đấy, mọi người. Đấy, hằng số này. Biên thì nằm ngang. Pha thì cộng trừ 108. Tùy theo C dương hay âm. Thành phần G mũ N thì nó là một cái đường thẳng đi qua gốc tọa độ nhé. Thực ra cái này là gốc. Nếu mà vẽ với độ cái trục ngang này là lốc nhé. Thì chỗ này nó sẽ ứng với lốc bằng không. Đó, thì nó đi xuyên qua gốc. Thế còn cái đường này các bạn đây là rất là vu vơ, chả ứng với tần số, ứng với lốc bằng bao nhiêu cả, mà chả ứng với cái gì cả. Đấy, đường thẳng đi qua lốc, nhưng góc nó thì là 90 n. Tại vì sao? Cứ một số nhân với j thì là quay đi 90 độ. Bây giờ mũ n lần j lên thì tức là quay đi n lần 90 thôi. Còn thành phần tuyến tính này, bên phải bằng trái bằng không, bên phải là 20 lốc. Nhân độ dốc là 20. Thế còn tần số gãy thì từ cái vị trí tần số gãy lấy về bên trái và bên phải. Đấy là pha rồi. Nhưng muốn vẽ chính xác hơn thì thay vì một, tức là ta có cái tiệm cận trái này, tiệm cận phải này, tính thêm một cái điểm tại tần số gãy và giá trị nó bằng 3m, 3mi. 3mi. Thực ra thì khi làm ấy, khi các anh vẽ một cái hàm hát cụ thể thì anh có vẽ cái đường này không? Khi đặt trong một cái hàm hát, chúng ta vẽ đồ thị bốt body body plot một cái hàm hát cụ thể thì các anh có vẽ cái nào không? À, hỏi thế nào cho đầu anh có một chút gì hiểu biết không? Về cái ra các anh học một lần rồi, anh Đoàn Thị Hải nào, Đoàn Minh Hải nào. Thái rồi, không học kìa. Ông này nghỉ học. Mời Ngô Tuấn Khanh hay là có em thế. Alo, rồi, trả lời đi. em hiểu Có, anh trả lời đi. thì em vừa vào vào lớp được một lúc thì hỏi thậm chí là thế. Cả cái lớp này hay nhỉ, hỏi thế trong thực tế khi anh vẽ một cái hàm hát hát omega thì anh có vẽ cái điểm này không, cái điểm 3m này không? Omega 3m. 3m. Nghĩa không ạ. Tại sao không? Vì đây là anh nghĩ là nó xét theo trị tuyệt đối. Lại chỉ tuyệt đối. Buổi hôm trước tôi đã vặn một anh này không phải chỉ tuyệt đối, mà đây là độ lớn của số. Là xét cái độ lớn của số phức. Chả liên quan này, nói chung là tôi không ăn cơm bởi vì ông hàng xóm vừa mới đi làm về. Đúng, kiểu đang nói kiểu chả có gì liên quan với nhau. Thế thực tế thì thực ra là các bạn không vẽ cái này, tại vì đây là chỉ là của một thành phần bậc nhất thôi, nhưng mà chúng ta vẽ là vẽ của một cái tổng không mà, đúng không? Tại vị trí này của tổng thì có thể những thành phần khác nữa, có giá trị khác nữa, và chúng ta vẽ của tổng chứ không vẽ một cái này. Biết thế thôi, biết biết là tại chỗ này cái góp sức của nó vào tổng nó 3m thôi, chứ thực tế cái điểm 3m tại vị trí này không không vẽ như này. Yeah, thế còn pha của nó, pha của nó, bởi vì nó là bậc nhất thì tương đương với nhân với 90 độ, là bên trái nó sẽ nhân sẽ bằng không, bên phải nó sẽ 90, ở giữa là 45 và cái đường xiên, đây đường xiên độ dốc bằng 45, sang phải một đơn vị, sang trái một đơn vị, cho nên là nó lấy từ đây xuống 45 độ mà anh, 45 độ,
sang trái sang phải mà đây là 45 cho nên nó sẽ là một đề cát, thứ nhất là hiển nhiên 45, 45 nhân m đấy, nếu mà m m tăng lên m m cao hơn 45 rồi được chưa, thì hiển nhiên cái này là gần đúng thôi, hoàn toàn cái này là gần đúng, cái việc lấy 45 này rất là gần đúng rồi, bởi vì người ta lý luận rằng nó chắc chắn đi qua cái điểm giữa này. À, người ta tính ra được khi omega bằng omega li tần số vậy thì nó chính là 45 luôn. Thế bây giờ cái đường nào mà phía bên trái thì gần với thằng nằm ngang, phía bên phải cũng gần thằng nằm ngang ở, ở giữa để đi qua xiên này thì nghĩa là cái đường đó nó sẽ phải tiệm cận cái xiên xiên này. Đấy. Cái này thì dễ, vẽ cái không bậc nhất thì vẫn còn dễ chẳng. Đấy, bậc 2 phức tạp hơn. Nha, về biên bên trái thì đã không rồi. Bên phải nó sẽ là 40 pk, pk là số mũ tương ứng. Nhưng ở giữa này này, ở giữa này nó có xảy ra cực đại. À, có thể xảy ra cực đại. Bởi vì cái biểu thức này nó là bậc 2. Bậc 2. Thì ta tính được rằng nếu omega à không bé hơn zeta bé hơn 1 trên căn 2 thì nó sẽ ra xảy ra cực đại tại đây. Và giá trị cực đại là như này. Đây, ví dụ như thế này, 0,1 nhé, bé căn 2. Nó xảy ra cực đại tại cái chỗ này. Chỗ này thực ra là không phải là bằng tần số gãy đâu nhá, rất gần tần số gãy đấy. Hoặc là ví dụ trường này 0,3 đây, bén 0,7 không, nó xảy ra cực đại tại đây, cũng gần gần tần số gãy, và tại đó sẽ tính được biên, và khi vẽ thì anh sẽ vẽ gì, đi qua cực đại không, tiệm cận bên trái này, đi qua cực đại rồi đi qua tiệm cận phải, rồi đến tiệm cận phải. Thế còn trường hợp mà zeta này lớn hơn căn 2 trên 2, lớn hơn 0,7 và bé hơn 1, zeta luôn phải bé hơn 1 nhé. Zeta mà lớn hơn 1 thì lại tách được thành tích của hai cái bậc nhất rồi. Nên zeta phải bé hơn 1. Mà lớn hơn 0,7 thì nó sẽ đạt cực trị tại pk bằng 0, à đặt tại 0. Cho nên nó sẽ đi từ đây đi xuống. Không, tiệm cận trái đây nhá, tiệm cận phải bên này và tại 0. Như vậy đi xuống. Thế thì ở cái điểm giữa ruler này có vẻ hơi lạc lõng đúng không? Vẽ nó hơi khó, có đoạn giữa này thì tính thêm một điểm nữa, tính tại tần số gãy. Nha, người ta sẽ tính thêm một điểm tại tần số gãy. Cái tần số gãy thì thay vào tần số gãy tại đây thì cái này nó có gì đây, j nhân với 1 đúng không, omega bằng omega qk thì nó bằng 1, j nhân với 1 bình phương lên như vậy là trừ 1, trừ j mà, trừ j bình nó bằng j bình, nó trừ 1, trừ 1 ghép với 1 đây hết này, chỗ này là 1, vậy là góc của cái số phức 2 zeta nhân y nhân 1 thì nó là gì? À, biên chứ, biên nó bằng bao nhiêu? Cái số phức này là chỉ có thuần ảo thôi. Thuần ảo thì độ lớn của nó chính là độ lớn phần ảo, nó sẽ bằng 2 zeta nhân 20 pk. Được chưa? Log tức là 20 pk nhân log của 2 zeta. Đây là 20 pk nhân log của 2 zeta. Thôi, cái độ lớn nó chỉ có thế thôi. Nhờ vẽ thêm được cái điểm nữa ở đây. Mình quanh chỗ này. Giá trị của nó là bằng 20 pk nhân log của 2 zeta. Thế còn phần pha, à, phần pha thì bên trái nó cũng là gì? Không, bên phải là 180 pk, tức là bằng 2 lần trường hợp bậc nhất đấy. Thế còn ở giữa thì nó cũng đi qua 90 pk nhá, nó cũng đi qua cái điểm 90 pk, và các anh cũng lấy về trái về phải một lượng a đề các cho nó, a tính cho công thức này khi nào làm chúng ta sẽ vẽ vào. Bây giờ đấy các này phần sau anh cộng các đồ thị này với nhau sẽ tạo ra đường tiệm cận cho tổng. Xong rồi vẽ một cái đường hòa nhau về tiệm cận đó. Được. Không lo là nó sai số nhiều bởi vì bản thân cái cách vẽ này nó đã chấp nhận sai số rồi. Lấy càng nhiều điểm thì nó càng chính xác thôi, không thể vẽ chính xác được. Đấy, ví dụ bài này 6 45.000 như này thì anh phải đưa về dạng nào, đưa thế nào, máy copy ra của anh một lần chết. Đấy nha. Nào phải đưa về cái dạng gì, hàng số này nhân với j omega mũ n này, xong rồi nhân với tích các phần này phần bậc nhất này,
tích các thành phần bậc hai, và sau đó bậc nhất lại có cái dạng là gì, di nhân omega trên phần số các, tức là bậc nhất cái phần hệ số tự do của nó phải là một, rồi bậc hai cái hệ số tự do nó phải là một. Đó. Thế mình như nào bằng này, bây giờ muốn hệ số tự do là một đó thì ông này phải đâm 90 ra ngoài đó, ông này phải bỏ 1.000 ra ngoài, ông này bỏ 900 ra ngoài thì nó mới là một đấy chứ, không? À, bây giờ bỏ 900 ra ngoài thì đây nhân 900 rồi đó. Đó thì bên trong này là cái này phải chia 900 đó, cái này cũng phải chia 900 đó, để làm gì ra này sao đấy. À, cộng 1 chưa, thế còn cái này, cái này bỏ 90 ra ngoài mà lại bình phương cho nên là phải chia cho, bỏ 90 ra ngoài thì chỗ này sẽ được 90 bình phương, 90 bình phương thì bên này nó sẽ là 1, còn cái này là chia cho 90 chưa, thông tin này là thông tin bình phương nên thấy chia 90 bình phương mà. Cộng 1 thì nhân, cái này bỏ 1.000 ra ngoài, bỏ 1.000 ra ngoài thì tôi đây là bằng nhất thì tôi nhân 1.000 vào đây, nhân 1.000 vào đây, bên này là chia 1.000 theo gì mà lại có ngoặc nhỉ, nhiều chia 1.000 được chưa. Nào bây giờ kiểm tra xem là cái thành phần này nó có, nó có tách được thành hai cái bậc chất nhân với nhau không nhá. Mở khi nakam mở máy tính ra này, giải phương trình luôn, nếu có nghiệm thực thì chứng tỏ là tách được. Equation này, một này, cái số a của tôi là 1/900, 1/900, số b là 18/900, số c là 1. Đó, giải cái là phức, phức đúng không, phức có nghĩa là không tách ra được, không tách ra được thì tôi phải đưa về dạng là cái gì đó bình phương đúng không, di omega trên bao nhiêu đó bình phương cộng với hai lần nhân với số đó này, nhân với zeta này, nhân đúng một, thì tôi tách cái này bằng cái gì, bằng này tiếp nha, là số dòng đi không, đấy là bằng này, cái này để nguyên nhá, cái này 45 x 19, 45.000 x 9.900, chia hai này nhau đi nhỉ, chia chia cho nó gọn bớt đi, 45.000 này, 45.23 này, 900 chia cho 1.000 chia cho 90 bình, năm đẹp, vậy là cả đống này cho con năm, đó là gì? Đó. Không có thành phần di omega mũ n đúng không? Không có gì có, không đẩy thành di omega. Nào trên này vừa rồi là vô nghiệm, vô nghiệm thì tôi phải tách ra thành cái di trên di omega trên 900 bình phương thì nó sẽ tương đương với cả di omega này chia 30 bình phương. Cái chỗ này tôi phải tách ra thành hai lần di omega trên 30. Z omega trên 30. Thế thì còn bao nhiêu? Nào, bây giờ phải nhân với bao nhiêu nữa thì nó ra được 18/900. Nào, nhân với Z omega trên 30 nhân bao nhiêu thì nó ra được 18/900. Thì tôi lấy 18/900 chia cho 2/30. Được chưa?
18 phần 900 đem chia cho 2 phần 30 được 3 phần 10, chắc chắn con số này phải bé hơn 1. Nó mà lớn hơn 1 là hỏng rồi. Rồi, nhận tách được sẵn chuẩn chưa? 2 lần d omega chia tần số cắt cộng nhân với zeta cộng 1. Còn dưới này, đấy là bằng nhất đây rồi. Không gì cả, không gì phải thay đổi cả. Nào, bằng tích viết thêm một hàng ngang là bằng 5 nhân với thành phần bậc nhất. Và à đây, các anh nhớ là sắp xếp theo thứ tự tăng của tần số cắt nhé. Thì tí nữa vẽ nó dễ. Theo thứ tự tăng. Tần số cắt là tập trung dưới. Giống như là khi anh vẽ một cái tổng U với R ấy, thì cũng phải sắp xếp theo thứ tự tăng của cái điểm chuyển tiếp, của cái điểm mà để là biến động. Vẽ nó mới dễ này. Bây giờ cái nào là đầu tiên nhỉ? Nhất viết trước đi, nhất thì có cái này là tần số cắt, à nhưng đây là tần số cắt 30, để thành cái trước, để đổi đúng cái trước này, để trước. Rồi, đây là chúng ta nhân với thằng này bậc 2 trước. Bởi vì tần số cắt của nó đạt trước. Tôi nhân với bậc 2 trước. Sau tôi nhân với thằng này. Đến đây, và đây thì sẽ là số mũ là gì? Trừ 2. Vì nó ở dưới mẫu. Tần số cắt 1.000 thì cuối cùng. Này nhân với trừ 1. Đó, kết quả nó ra cái này. Đó. Ở đây đúng không? Đấy, là cái này. Được chưa? Bây giờ xử lý cái cứ tần số cắt tăng dần ra xử lý. Nào, bên cái thang này 30, như vậy là tại vị trí tôi phải lấy tờ giấy ra nhỉ, khi cho anh xem cái này luôn anh sẽ rất khó hiểu. Đúng không? Cái này luôn rồi. Thì tôi muốn cái tờ giấy này. Nha. Nào, tần số cắt đầu tiên 30 này. Cái 30 một cái 1.000, như vậy là trên đồ thị lốc của ta sẽ chạy từ 0 cho đến 3 đó. Nhưng mà đến 3 thì to là tí, 3 nhiều. Không lúc mình là ngày là chúng ta mới đi a thôi à, về xử lý đầu tiên này, tần số cắt nó là 30. 30 thì nó ở đâu? Đây là lốc này. Chúng này chủ lốc của tôi nhá. Cộng 1, 2, 3. Chúng này lốc này. Ủa, qua. Lốc omega nhá, thì đây sẽ là gì? 1. Đây sẽ là 2. Đây sẽ là 3, ở với tần số 1.000 nhé. Đây sẽ là 0. Dạ, thế tần số cắt 30 nó ở đâu? Lúc 30 nó bằng bao nhiêu? À, lấy máy tính ra bấm. À, lấy máy tính ra bấm này. Ló của 30.
nó bằng 1,47. 47 tức là nó ở chỗ này, giữa giữa này. Bằng 1,5 đúng bằng đây. Bên trái cầu thị biên của tôi bên trái bằng 0 này, bên phải 40 nhân với số mũ của nó. À 40 thì nhân với số mũ của nó, số mũ của nó là bằng dương 1. Được chưa? Số mũ là dương 1. Cho nên là 40 thôi. Vậy chỉ là 40. Được chưa? 40 thế thì tôi coi đây là một vạch này là 20 đi nhá. Thì là sử một vạch này là 20 rồi. 20 này. 40 rồi. Thì có nghĩa là gì? Từ đây từ 1,47 trở đi nó sẽ lao lên với độ dốc 40. Tức là sang 1 thì nó sẽ đi tới 40. Được chưa? Tức là sang 1 đơn vị nó sẽ đi tới 40. Đây từ 1,47 này. Đây là 1,5, đây là 1,4. Đây. Thì nó sẽ tới chỗ 2,47 này này. Chúng ta tới 40. Được chưa? 2,7 nó phải đi qua 40. Tôi phải thay vào màu đỏ thôi cũng được. 2,47 nó sẽ đi qua 40. Đây là tí nữa. Đây là 2,5 rồi. 2,5 rồi đi qua 40 thì 2,47 chỗ này thì là tốt. Rồi. Phải thay vào thành bậc 2, biên bậc 2 tôi xong. Tiếp cận bậc 2. Okay. Một phần tiếp theo là thằng Geoga 990 cộng 1 mũ trừ 2. À, mũ trừ 2. Nào, bên trái của nó vẫn còn không. Tần số cắt đã. Chọn màu khác này. Tiếp cận thứ hai tôi dùng màu xanh. Tần số cắt của nó bằng bao nhiêu? Là 90. 90 thì xem lốc của nó bằng bao nhiêu ra. Lốc 90 bằng 1,95 là gần 2. Từ gần 2 bắt đầu nó lao lên với độ dốc là 20, à không phải, mũ trừ 2, chỗ này lao xuống với độ dốc là 20 nhân trừ 2 là độ dốc bằng âm 40, à, âm 40 nhá, à, âm 40 là nào, cái âm 40 là lao xuống từ chỗ 1,95 này, từ 1,95, tôi cho là gần 2 đi. Âm 40 tức là đến 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 chỗ 2,95 nó sẽ lao xuống được âm 40. Đó. Chỗ này là âm 40 mà. Cứ một ô là 20 thì là âm 40. Gọi là biên của thằng phần thứ hai là đã xong rồi. Phần thứ hai. Vẽ thêm cái đường xanh nữa cho nó đầy đủ. Đây là tiệm cận của thành phần thứ hai. Tiệm cận thành phần thứ nhất đó là hai cái đỏ. Với cái thành phần thứ ba. Thành phần thứ ba rồi. Thành phần thứ ba là cái G omega trên 1000 cộng 1. Mũ âm 1. Đó, mũ là mũ âm 1. Mũ âm 1 cho nên là nếu mà mũ dương 1 thì nó lao lên với tốc độ là 20. Nhưng mà đây là lao xuống với tốc độ 20 và xuất phát từ chỗ nào? 1000 thì khỏi phải tính dốc rồi, nó 3 rồi. Xuất phát từ 1000 thì chọn cái màu khác này. Nên từ chỗ 3 này lao xuống với độ dốc là 20. 20 tức là từ 3 đến 4 thì nó xuống đến đây. Được chưa? Đấy, và bây giờ tôi phải cộng tất cả, à còn quên một thằng nữa, thằng số 5. Thằng số 5 này nó là một cái đường nằm ngang. Ở cái tính nó thì nó bằng bao nhiêu? 20 log 5. Log 20 nhân log của 5 bằng 13,79. 13,97. 13,97 tức là nó từ này tôi lấy một cái màu khác cho nó, màu vàng đi. 13,97 đây là 20 rồi, đây là 10. 13 đâu đó đây.
dưới 15, trên dưới 14 và nó không đổi út đường thẳng và nó không bao giờ đổi. Đó, dưới 15 một chút, các bạn dưới 15 à, không bao giờ thay đổi. Và bây giờ tôi tổng tất cả bốn cái này lại với nhau thôi nhá, tổng tổng giống như tổng U với tổng R ấy, như cái tổng tôi sẽ dùng màu màu nâu đậm hơn. Đó, bây giờ đi từ trái sang này nhá, ở cái vùng tần số gần không cho đến chỗ này thì nó chỉ có mỗi một cái thôi, cái này không, cái này không rồi, nhưng tôi sẽ đi được đường này, đường này. Đến đây, đến chỗ này có một vấn đề. Đó, đến đây thì có một cái đường lao lên, cho nên là tôi cũng phải lao lên. Đó, có một cái độ dốc lên mà đang nằm ngang thì nó phải dốc lên chứ sao. Dốc lên đến khi nào? Đến chỗ này à, đến chỗ 1,95 này. 1,95 là lốc của lốc của 90 đấy. Đến chỗ này thì lại gì? Cái đường này thì vẫn lao lên, trong cái tổng đường này vẫn lao lên, nhưng mà gặp cái đường lao xuống, độ dốc bằng cái đường lao lên, cho nên là thành ra là nằm ngang. Thì đây nằm ngang, phải là dừng 40, cái âm 40 mà nằm ngang. Đến đây, đến vị trí tần số 1.000 này thì gặp một ông lao xuống, cho nên nó cũng lao xuống theo đường kia với độ dốc là âm 20. Âm 20 tức là cứ sang một đơn vị nó phải xuống 20. Chỗ này là 4 ô, đấy nha, đây sẽ là tiệm cận của cái tổng. Tiệm cận của chính cái H theo đơn vị decibel đấy, tiệm cận của 20 lốc H. Thế thì vẽ H thì sẽ phải cái đường bám theo cái đường này, đúng không? Thì đoạn đầu là chính nó luôn này, đoạn đầu nó là 5 luôn, nhưng đến đến đây, đến đây là gặp cái đường hơi cong cong. Đây tôi vẽ các anh không tính những cái điểm trung gian cũng được, vẽ nhanh cũng được, thì chọn cái màu khác. Nhưng vừa xong thì là cái tiệm cận của cái tổng cần vẽ nha. Ok, cái cần vẽ nó sẽ là màu màu này. Anh sẽ vẽ đến đây và theo đừng đừng xin đè lên trên nhá, xin phía dưới rồi. Tôi vẽ đè lên trên rồi. Đấy, đúng là như thế. Được chưa? Thế nhưng mà nếu anh có thời gian thì để làm nó chính xác hơn thì sẽ tính nhé. Đấy, điểm này tần số biết à? Điểm này tần số biết, điểm này tần số biết thì tội gì mà tôi không tính được. Điểm này biết, nó điểm này biết, điểm này tất cả những điểm thì tôi tính luôn này. Về tính nhé, chỗ này là vị trí, này là tần số ông mấy. Tần số nó là tần số cắt của ông thứ nhất. Tần số cắt của ông thứ nhất là ông 30. 30. Thế 30 ở đây, thay cái tổng này bằng 30. Đây, làm thế nào để cho nó hiệu suất cao. Bấm như này nhá. Thật là cái mẹo này mẹo chỉ có 3 mà. Bật cái mốt phước bên này. Start from select. Mốt số 2. Có 1 bằng 30 bằng này. 30 bằng. Rồi tôi gõ cái biểu thức này. Cho nó thay omega bằng bằng ans 5 này. 5 nhân à không, lấy độ lớn thì lấy luôn 20 lốc đi, đỡ thì họ lại 20 nhân lốc của độ lớn ai chả trả độ lớn cho nên sao độ lớn nhỉ, độ lớn chứ thôi thôi tính số phước trước rồi tính độ lớn sau rồi tính 20 lốc sau, nhân 5 này nhân với thứ nhất là dây. Rồi, đây là... Đi đâu nhỉ? Đây. Gì nhân với ans chia 30
Rất cảm ơn. Đây là cái màu hoặc hai lần màu 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 cộng với hai nhân z nhân với an chia cho 30 nhân với 3 phần 10 nhân với 13 nó cộng thêm 1 ở ngoài nhân với mở ngoặc z nhân an chia 90 cộng 1 đóng ngoặc mũ trừ 2 trừ 2 là làm nào nhỉ? Mình mũ 2 đi vậy. Mũ 2 thì chỗ này tôi phải chia nó. Chỉ biết được à đây, mũ trừ 2 đây. Mũ trừ 2. Được chưa? Nhân tiếp này. Thằng này mũ trừ 1. Dây này. Nhân với ans over 1000 này. Một đóng ngoặc mũ trừ trừ một được chưa? À, như vậy là tôi đã lập xong cái biểu thức này với trường hợp omega bằng 30. Trước đó tôi nạp bằng 30 mà bằng này sao thế lại y nhân ăn chia 1000 cộng một bằng trừ một thiếu cái ngoặc nào không trừ 2 này y nhân an chia 90 cộng 1 mũ trừ 2 đúng không? Cái này một à chưa chưa đúng không? Tôi sẽ chót vừa mở ngoặc ở đây rồi, chót mở ngoặc từ đầu ấy rồi, tôi cũng đóng ngoặc được không gì? Ngoặc đây nhá, một lần đóng ngoặc này. Đây chỗ này phải đóng ngoặc. Đóng rồi, chỗ này phải cộng một nữa chứ. Cộng một thì đóng ngoặc. Cộng một rồi. Đóng ngoặc. Đấy, vâng. Ô, vẫn thiếu, thiếu ngoặc. Xin tắt ra rớt nhỉ. Ba nhé, cộng với một đóng ngoặc. Nhân với y tất cả trừ hai trừ một người trừ một ốc sai chỗ nào nhỉ bằng sinh ra hai đốt anh bấm ở máy của anh xem nó có bị thế không. Vâng. Ồ, hay là nó dài quá nó không chịu được. Đấy là anh phải thực hiện các tính này với tần số 30 này. Xong rồi xem độ lớn của nó bao nhiêu, lấy 20 log thì sẽ ra được giá trị ở đây. Rồi, tôi mở MATLAB ra. Thực tính đi. MATLAB ra bấm nhanh. Nhưng mà ý tưởng là như thế nhá, bấm được vào máy tính đấy. Không hiểu sao cái máy này số dài quá à, go to lỗi à, chỗ này nó bảo lỗi đây. 3 cộng 41 đóng ngoặc mà không được. 5 được. Không hiểu cái gì.
Ta có là 20 nhân với log, log sẽ gặp lúc này cái gì nào đó. Logarit natural logarit là log 20 nhân log của độ lớn, độ lớn là ABS của bên trong này. Bên trong này tôi có là 5 nhân với mở đúng không? Z nhân với 30 chia cho 30 đó, là bình hai ngoặc, đây là hai ngoặc cộng với 2 nhân z nhân 30 rồi chỗ này tôi phải bỏ tôi là cắt thì mình người ra đi ai ghi nhận omega sau khi nạp omega trên vào đỡ nhầm omega bằng 30 đầu tiên tôi bằng 30 nhá 20 log của độ lớn là của 5 lần g omega chia 30 cộng 2 lần g omega chia 30 cộng 1 đóng ngoặc nhân với g nhân omega chia 90 đó, nhưng cộng với 1 tất cả mũ trừ 2 đấy, nhân với z nhân omega chia 1.000 cộng 1 đóng ngoặc cả mũ trừ 1 đóng ngoặc hết ngoặc sẽ không thiếu một ngoặc nào để cái nào column 68 chia một khoảng 30 lọc của lọc nhân cho cái này sao lại đa số này thế bắt sao thằng này là phúc nhỉ, 20 động để lại cho nào. Là cả cái này cả cái đằng sau ừ. Cái lốc của một số năm 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 dương là natural đây nó lại à lốc cùng một số phức lại trả lên trả cho cả luôn góc mình thế cái này function negative negative
À, nó là Vinlock. Vinlock trả trả về đó, chúng ta cần ở đây Relock. Vinlock thiếu à? Vinlock à? Vinlock determination. Không là lốc lốc của một số phước thì nó vừa trả về lốc độ lớn cộng với y lần góc số đó. À, thực ra nó cũng có cái mà chúng ta cần, nhưng mà để cho ra cả cái mà thiết natural nó à, đó là số 10. Convert negative số âm âm thì trả về convert value rồi. Vậy đó, chúng ta xem cái số đằng trước đây nhá, CLC này clear. Đấy, đằng trước nó là 13. À, tôi cần cái số đằng trước của nó, độ lớn là tính ra được 13. 13 cho nên là 13 thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ đi qua cái điểm nào? Nhân đây là 20 này. Thì nó sẽ đi qua 13. Cũng cần ở đây à? Không phải, độ lớn của cái số này. Kiểm tra cái ABS ABS tương dạ. Muốn làm nhanh thành ra đi chậm. Thôi, tính ABS trước. ABS. ABS này là tính số phước trước này, tính số phước này trước, ABS thì cả, tính số phước này,
Xong bây giờ tôi mới tính ABS của nó này. Chưa? Xong bây giờ tôi mới lấy 20 nhân với lớp 10 của nó. 13,02. Rồi cái này đâu 13,02, cái đường ban đầu chúng ta vẽ là xuất phát từ bao nhiêu nhỉ? Nó khoảng 13 đấy. Rồi. Đi qua cái điểm. À đâu, ban đầu 20 lúc 5. Ban đầu chúng ta nó ở chỗ là 20 lúc 5. 13,97 cao hơn. 13,97 mà đây có 13,0 thụt xuống một tí. Chỗ này nó bị thụt xuống một tí. Nhưng cái đường này là đường bằng 13,97. Còn chỗ này nó là 13,02. Này tôi chấm một cái điểm ở đây nhá, nhớ đi kéo lại qua. Nên đúng là thật số vậy này nó được. Vị trí này tần số cắt bằng chỉ này bằng bao nhiêu nhỉ? 90 đúng không? Chỉ này bằng 90. À, V kép bằng 90. Xong tính lại cái độ lớn, tính lại cái số phút đó. Tính lại con số này hộ thường đúng không? Rồi, bây giờ tôi lại ABS của con số vừa xong. Xong rồi lấy 20 nhân log 10 của cái số vừa xong. Được 32,9. Rồi, khoảng 33. 33 tức là nó đi qua đâu? Nhà vị trí này, đây là 40 này. 33 nó nằm ở chỗ nào? Đây 30. Nó bán làm sát đây. Nó về 40 đây là 20. 30 nó nằm ở giữa. Nó bán nằm đâu đó thôi. Chỉ đây là 1.000. 1.000 là tính tiếp. 1.000. Rồi, xong rồi lại lấy ABS của cái số vừa xong. Xong rồi lấy 20 nhân log 10 của cái số vừa xong. Nằm mòi. Để mít tháng là sao nào. Mít 8 rồi. Đây kéo bằng 1.000 này. Xong rồi ABS của số vừa xong. Có nhỉ? Đến mốt cả cao kích trên này. Hãy chào chào. Đây là 40. Một tích trên này luôn, 20 nên là 60 ở đây rồi. Nè, hay sai nhỉ? Bây giờ cứ nốt lại thì đã xem ra bạn vòng tiếp ở đây, vòng tiếp ở đây và lại vòng xuống.
Bạn bè online. Đấy, thế nên đây là phổ biên theo cái vẽ chính xác. Tự nhiên lại tỏ ra cái được cái điểm này. Đây, ta kiểm tra xem nhá. À, ta vẽ đến đây bám theo. Còn cái đây là cái hình như tôi vẽ chính xác ấy, từng điểm một ấy. Là cái hình này. Như là chỗ này bấm sai rồi không thể thấy được. Ô, cái này nó phải báo vào đây bấm máy tính có vấn đề đấy. 5 nhân chi này nghìn thôi nhỉ. À, hiểu. Oxy nhân này có đưa ra không? G 2 nhân G omega chia 90 cộng 1 G đây sinh nhân omega chia 90 cộng 1 cộng trừ 2 nhân bây giờ copy lại này nhá, omega bằng 30 đã này, xong cách tính này này xong rồi ABS của số đó này rồi đến 20 nhân log 10 của số đó bằng 12,9 12,09 12,09. Từ từ đã, xóa cái này ra, thiếu thiếu một 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 cái vết kép đã qua đường rồi nha. 12,09 thế thì nó sẽ ở chỗ nào? Đường này là 13,9 nhưng 12,09 nó thấp hơn tí, không thì đây chỗ này tôi sẽ tính lại này, chỗ này là số bằng 90, tần số bằng 90 đấy, làm quay này cũng để ra phép cái phần bậc hai nó một mở nào, cái kép của tôi bây giờ bằng 90 này, vị trí số 2, còn nếu không thì anh nối luôn nhá, khỏi phải tính chính xác cái này, xong rồi tính độ lớn này, xong rồi đến ABS của số đó này, xong rồi 20 nhân log 10 của số đó 26,89 là 26,89 như vậy là đi qua điểm nào? Nên đây là 40 à, đâu thì là 20, đây là 40 thì 26 26 thì nó sẽ ở từ đấy thì nó chạy tung. Thứ 26 nó sẽ ở chỗ là đây là 20 này. Đây là 30 đi anh, nó vây quanh đây rồi. Thế thì 30 26 nó được qua đây. Nha, chấm chấm to rồi chứ. Đến đến vị trí này là 1000. Tôi lại tính tiếp 1000. Anh tính có vài điểm thôi rồi, anh đã thấy vất vả rồi. Năm 1930 của chúng ta khảo sát tất cả các điểm để ta vẽ xong mà vẽ được cái bên border phải đi ra được này. V kép bằng 1000. Anh chúng ta vẽ mỗi 3 điểm với một phần tính mãi không sao. Xong gõ đến cái này thì đến bạn ABS của cái số này đến 20 nhân log 10 của cái số này bằng 29,98 nó khoảng 30 30 lấy thêm 30 nữa
đây bậc cao tôi báo đây, nó cuối cùng thì bán ra đường này như vậy, tôi vẽ được rồi đi, lúc đầu đưa vào đường nằm ngang này, đến đây quạt xuống phát, à, đến đây vòng qua đây. Được chưa? Đấy, được đồ thị biên là như thế. Được đồ thị biên. Đấy, có cái quạt xuống, thì chỗ này quạt xuống phát. Sau lao lên, đấy, chúng ta đến đây quạt xuống. Đi lên. Đây, tiệm cận, tiệm cận. Chưa? Vậy là các anh thấy tính. Còn nếu anh vội nhá thì đừng tính vào cái điểm này một cái. Điều gì kiểu bán theo cái hình này thôi, cứ quạt đến đây cong xuống đến đây lượn theo cái hình này. Bám sát thế nhanh hơn. Đây đồ thị biên. Đây đồ thị pha. Nào đồ thị pha thì sao? À, cái đồ thị biên này các anh nào hỏi không? Có nào hỏi hỏi chỗ nào không? Còn cái kết quả chính xác thì nó như này, nó nhọn rất nhọn như này. Được không? Tại vì đây là gần đúng mà, kết quả chính xác là nó phải như này. Để tôi vẽ và tính tương điểm một đấy, tính tương điểm một thì vẽ thì ra cái hình này. Còn chúng ta vẽ gần đúng thì là hình này, hình này. Alo, alo bạn, mày nghe thấy nhá? Có Phở báo sai ao chả hiểu đấy. Bây giờ vẽ đến đô thị pha nhá. Ê, trong bài nào có này, nhưng mà tôi muốn giải thích thật là kỹ lưỡng xem từng bước làm như là bạn làm được. Cái pha này xóa đi này. Đô thị pha. Quay lại cái hàm này được chưa? Thì cũng ba cái tần số gãy 30, 90, 1.000 đã lại 30, 90, 1.000 đánh toán. Viết chữ này à, đây sẽ là lốc này, lốc của omega thì đây sẽ là gì, một đây là hai, đây là ba, đây là bốn, ba đều với 1.000, hai được 100, một được với 10, không là với tần số một. Đây chỗ này tôi sẽ là 90 đi, 90, 180, 90 cho 20. Để âm 90, âm 180. Nào, bây giờ thành phần bậc 2. Thành phần bậc 2 tôi vẽ bằng màu đỏ đậm. Phần bậc 2 nào, bên trái là bằng 0. Phần bậc 2 tôi sẽ gặp bên trái bằng 0, bên phải thì là đến mấy? 90 đúng không? Bên phải là 180. Đây là PK mũ 1 đây, cái này mũ 1. Ở bên phải là hai lần 180. Đây tần số cắt đây, tần số cắt là lớp 30 là 1 phẩy quên rồi. Mấy nhỉ? Tần số cắt của tôi là lớp bốn bảy à, khoảng 1.5 nhá, tại loanh quanh 1.5 này, đây là tần số cắt này 1.5 này, phía trước đó là bám theo không, phía sau đó là bám theo 180 mũ 1, nhưng mà PK một mà sau đó bám 180 tức là sau đó thì sẽ bám theo cái đường này,
trước đó bán ra đường này, và chúng ta có một cái xiên nha, xiên và xiên với góc là 45 độ, xiên góc hỏi góc 90 độ, 90 nhân 1, và lấy trước lấy sau một lượng là bao nhiêu thì phải tra, tại vì đây là với zeta bằng 3 phần 10, zeta bằng 3 phần 10 mình trao đây này. Đây, zeta bằng 3 phần 10 là tới 0,2, nó tính theo biểu thức này. Xem A là bao nhiêu đề cát, lấy trước lấy sau bao nhiêu đề cát, tính nhau này. 1,475 nhân với zeta là 0,3 trừ đi 0,475 nhân với zeta bình phương, bình phương 0,4 nhá, khỏi phải chỉ là 0,4, tức là tôi phải lùi lại 0,4 và tiến tiếp 0,4. Từ chỗ này là 1,47, lùi lại 0,4 thì nó tới là khoảng 1, đúng không? Còn tiến lên 0,4 là nó tới khoảng 1,8. Đó. Đây sẽ là tiệm cận pha của thành phần bậc hai. Nhá, thành phần bậc hai. Thế còn cái thành phần này sao? Thành phần cùng chất là bình phương. Thì quanh 90, 90 thì lấy màu khác. Tôi sẽ vẽ màu khác. Màu xanh này. 90 là ứng với cái vị trí nó khoảng phần 2 này. Yeah, phần 2. Bậc 2 thì cho nên trước đó bằng 0, sau đó thì bằng trừ 108. Cũng trừ 2 mà. Trừ 108, sau đó bằng trừ 108. Và có cái đường xiên nhá, đường xiên xiên từ đâu nào, lấy trước sau một đề ca, tức là xiên từ đây gần hai, đây gần một, xiên từ gần một, bên đây là gần hai mà lấy lùi lại một đề ca, lấy tiến lên một đề ca một này, và xiên cho đến 2,9, không cái này chỗ này 1,9 mà xiên lên đến 2,9. Sau đó thì nó thế này, trước đó thì nó thế này. Nó bây giờ đến cái thành phần thứ ba, 1.000, tại phần số cắt là bằng 3 này, trước đó vẫn bằng 0, sau đó là âm 90, trừ 1 mà, âm 90, và tôi sẽ lấy trước sau 1 dk. Được chưa? Từ 3 mà lùi lại là 2, tiến lên là 4. Để, thấy màu khác. Trước trước 31 này. Sau 31. Bên trái thì vẫn còn 0. Bên phải là âm 90. Được, bởi vì là mũ trừ 1. Đấy, sau bây giờ tôi lại lấy tổng ba cái đường này lại thì sẽ ra được tiệm cận của đồ thị pha. Lấy tổng tôi dùng cái màu xanh nhạt thật là đậm lên nhá. Trước đó là không có gì này, trước đó tất cả đều còn không hết, không có gì. Đến đây gặp một thằng đi xuống, được chưa? Đi xuống cho nó, đến đây gặp một thằng đi lên với độ dốc là gì, thằng này là dương 90, thằng này là âm 90, nên là bằng nhau đi ngang, đi ngang đến đây. Từ từ đến đây đã, đến đây gặp vấn đề, đến đây là cái thằng đi lên hết rồi, không đi lên nữa. Anh nhìn cái đường màu đỏ ấy, đến chỗ này là không đi lên nữa, lúc này sẽ chỉ còn đường màu xanh thôi, nhưng mà nó sẽ đi xuống theo đường màu xanh. Nhưng đến đây nhá, đến đây lại đang đi xuống theo đường màu xanh, đến đây lại gặp thằng đường màu vàng đi xuống thêm nữa nhá, đi xuống thêm với độ dốc là âm 270, phải chăng? Đúng thật. 270 tức là sang một ô thì xuống 3 ô. Yes. Cái đường này có nét đường vàng, cái đường này xuống tới đây này.
Đây. Thằng này là âm 108 này, thằng này là âm 90 thì tổng hai thằng âm 270. Đi theo đường này. Đến đây nhá thì gặp vấn đề là thằng này nó hết. Thằng này nó hết. Tôi sẽ chỉ đi theo đường màu vàng thôi. Tức là âm 90 rồi đó. Xong đến đây thì cái đường màu vàng cũng hết. Nhìn nào. Đó. Nhìn ngang. Tôi phát hiện ra thiếu một thứ. Cái thành phần 5 chưa chưa tính. Không sao. Thì chúng ta sẽ move cái đầu này lên nha. Hay là xóa đi. Sẽ không mua được không? Thiếu một thành phần số 5. 5 là số dương. Dương thì ứng với dương 108. Đấy. Thành phần số 5 tôi chọn màu tím này. Không đổi vào 108. Thế thì cho nên là ban đầu nó sẽ là 108 này, đường màu xanh đậm nên là nhưng ban đầu nó sẽ là 108. Đó, đến đây thì lao xuống một chút theo cái đường màu xanh, đến đây gặp đường màu đỏ lại lao lên theo đường màu đỏ nên là đi theo trục ngang, đến đây hết đỏ lao xuống theo đường màu xanh, đường màu xanh là sang một số 1 đúng không, thì đây nó cũng sang 2 đến 5 xong xong đường màu xanh không đến chỗ này thôi, chỗ này gặp màu vàng rồi, gặp màu vàng cho nên nó lại xuống dốc hơn nữa sang một số 3 đến tận đây. Hai cái cùng âm là sang một thì xuống à. Nhưng đến đây thì cái đường màu xanh này hết rồi, chỉ đi theo đường màu vàng và đến đây vàng hết nằm ngang cũng là đường một đô thị ba nó bám theo. Sau đó các anh cũng có thể tính chính xác tại những cái điểm này nhá. Điều này thử số biết mà. Omega biết cũng thể thay được pha bằng bao nhiêu cũng được. Nói cho phép tính này này. Các anh thay vì là tính độ lớn thì anh tính angle của an tính. Thế thôi, tính angle là được. Không cần lốc nữa. À, thì cái kết quả của người ta đây chính phần từ ô phần từ phần từ không không à à số cực số cực thì nó bằng không à, trường hợp âm chúng ta bây giờ dùng dương âm thì nó mới là trường trăm tám nghe giờ các bạn nhé nó gần quá. Đây là số dương 5, chúng ta để số dương 5. Dương 5. Cái đường màu tím này nó không phải ở đây. Đường màu tím nó nằm đây. Dương 5 là bằng 0. Đó, vẽ càng nhiều lần càng thảo. Ban đầu thì bằng 0. Rồi à. Đến đây hơi đi xuống chút đến đây nhỉ. Nhưng mà sao họ lại có cái này rồi nhỉ? Đi xuống.
một được k, từ hai sang một đến ba, đúng rồi, chỗ này không sai. Đường này chúng ta phải đúng, mà cái đường này họ sao lại lấy dốc thế nhỉ? Sang trái sang phải không phải bốn, nó không phải bốn, đúng rồi, nó không sai. Thằng này thằng này dốc lên, à thằng này dốc hơn thằng này, không phải bằng nhau. Thầy cái khoảng này có 0,8 thôi mà lên được 108, còn khoảng này 2 thì mới xuống trong 8. Đây đây đây, thằng này dốc hơn nhá, cái ông đỏ này dốc hơn là cái ông xanh. À, cho nên là chỗ này nó phải là đi xuống, à, nó đỏ do không thanh, cho nên đến đây nó phải đi lên, nó đỏ đi lên. Yeah, đến đây là hết hết đỏ rồi thì nó sẽ đi xuống theo cái xanh, nhưng đến đây nó gặp vùng vàng thì lại đi xuống thêm nữa một chút thôi. Đây là ông vàng để xuống thêm nữa. Đến đây thì hết, đến khi nào hết thằng vàng thôi. À, đến đây chứ, đến đây thì hết xanh rồi, tức là không xuống theo theo xanh nữa, nó theo vàng. À, đến đây thì hết vàng cũng hết gãy rồi, đi cả làm ngang đấy, được rồi. Có thể cái thêm phần bậc hai và phát thằng đến đề thi thằng bỏ phần bậc hai đi. Nào thì vẽ được cái đường như này, bám theo thôi. Để làm nào để chui vào đây thì chỗ nào cuốn ra đây. Ra các anh vẽ được một cái đường tiệm cận này là nó đã gần gần được điểm hết rồi. Bám theo nó thôi. Nhá. Đấy, có nhiều thời gian thì tính cụ thể này, góc này, tại vì những điểm này tần số biết mà. 10 này, tần số này biết, tần số này biết. Điều này chắc chắn biết. Đúng không? 0,8 mà chúng ta biết là từ chỗ 1,4 này sang đến 0,8 này gần 100 đấy. Cái số này gần 100 tính là bao nhiêu được không? Được, được. Thế còn nếu mà tính từng điểm một để vẽ chính xác thì nó như thế này. Đấy, cái hình chính xác của nó là hình này, là hình đúng 100% luôn, không sai, không có tiệm cận không biết gì hết. Thì này là hình đúng của nó. Không khác cái này mấy nhỉ. Thì cái đoạn đoạn này của nó là chuỗi chuỗi hơn số. Hơi ngang hoặc là dốc hơn, cái gì sao là nó dốc hơn. Đó. Còn này vẽ gần đúng này, vẽ gần đúng cái đoạn này nó hơi thoải thoải, hơi thoải. Còn cái hình cái đúng chính xác thì đoạn này nó rất là dốc. Được chưa? Hãy dựng các tiệm cận, nhớ dựng các tiệm cận xong lấy tổng các tiệm cận giống như là tổng của hàm U với hàm R. Anh thời gian anh làm được cái tổng cái tiệm cận này anh cần tối đa, xong vẽ thêm một cái đường cong cong và bám theo cái này nữa là được. Là đến 9,5 là anh vẽ này là 9,5, có muốn được 10 tính chính xác những cái tần số này, tại vì tần số này biết mà tính chính xác góc này bao nhiêu, góc này bao nhiêu để cuốn qua chính xác không rồi. Có hỏi gì không nhỉ? Có ai thắc mắc gì không? Không ai thèm nghe. Chắc là cái lớp này chỉ học đến 7 điểm. Bây giờ đó thì đánh nhau.
Alo. Anh còn nghe thấy không nhỉ? Có thể Còn tiếp tục nhá. Có ạ. Tiếp tục. Nhá, ví dụ này các anh hiểu chưa? Cái này gì đã dựng cận, lấy tổng các tiệm cận và vẽ một đường cong bám theo. Đấy, các hình thực tế thì nó khác khác một chút, không nó dựng là như thế này, nhưng mà thực ra đây là một cái đỉnh đấy, đồ thị pha như này, nhưng còn thực ra là chỗ này nó rất là dốc. Đấy, ví dụ cái bài này là 20G, được chưa? 20G mình như này, xong rồi phần này là có dư omega đây. Thì anh cũng phải tách tách cái này thành một, bỏ dư omega ra ngoài thì nó thành một một phần 200 gì đấy. Đấy, dư omega một. Rồi nhá, tôi sẽ lấy cái này, cái này ra chuyển đổi nhanh cho các anh. Này, nếu vào bài này thì thế nào? Này bằng này, bỏ 20 g omega ra thì đến bên trên tử nó thành một, không 2000 g omega thì trên tử nó sẽ thành gì? G omega chia bao nhiêu? Chia 2000, bây giờ 20 mà chia cho 2000 thành là chia cho 100. Đúng không? Đây cộng 1. Đấy, dưới mẫu thì tôi phải chia cho 2000 ra ngoài thì nó mới thành 1 được. Bên trong là G omega chia 1, chia 2000, F chia cho 2000 nghe, bỏ 2000 ra ngoài thì cái này dùng ra bình phương cộng với cả 201 chia 2000 omega này cộng với 1 chưa, thì 2000 với 2000 này hết, tôi xóa nó đi nhá, 2000 này 2000 là hết. Bây giờ kiểm tra xem nào, cái mẫu này nó có nghiệm không, kiểm tra. Đấy, mở mốt mốt chương trình này, ai ẩn này, 1/2000. Cái thứ hai là 201/2000. Thứ ba một. Ô, có cái đây là. Thế rồi, nhầm rồi. 5/1/2000. Cái thứ hai là 201/2000. Cái thứ ba là một. À, một cái nghiệm là trừ 10, một cái nghiệm là trừ 200. Như vậy cái này sẽ phải bằng. Copy lại nha. Một cái nghiệm là bao nhiêu? 10, một cái nghiệm là 200. Một nghiệm là trừ 10, như vậy nó sẽ tách ra thành j omega cộng 10. Là kiểu gì kiểu sẽ là j omega cộng 10 thì nó mới nghiệm này âm 10 được. J omega cộng 10. Đúng không? Còn một cái nghiệm nữa là trừ 200 nên nó sẽ phải là j omega cộng 200.
Z cộng 200. Tuy nhiên, nếu thế này thì nhân với nhau nó thành 2.000 mất. Vâng, mà ở đây thành phần tự do của tôi bằng 1 thôi. Nên tôi phải chia cái này cho 10, chia cái này cho 200 thì mới được. Cái này nó sẽ được là gì? Chia cho 10 và chia cho 200 là chia cho 2.000 ở đây. Cho 1 phần... À, không phải chia gì cả. Nó là 1 rồi. Thì chia cho 2.000. Tức là chỗ này tôi phải chia cho 10 này. Đó, thì đây có 1. Còn cái này thì chia cho 200. Đây là cộng 1. Đó. Con tính được sao cái này? Dạ, nó bằng Z omega mũ 1 nhân với cái này là sắp xếp tần số cắt tăng dần nhá. Đây, cái này tần số cắt. Vậy tôi được ba cái bậc nhất. Ba cái bậc nhất, cái tần số cắt đầu tiên là 10. Và cái này là số mũ của nó là trừ 1. Đúng không? Thành phần số 2 là 100. Sắp xếp cho tần số cắt tăng dần. 100 thì là mũ 1. Đó, và cái thứ 3 là cái này. Mũ âm 1. Âm 1. Đấy, kết quả. Copy này vào đây. Đó ra chính là nó đây. Hãy dư ra mũ dương 1 nhé. Dư ra cộng 1. Cộng 10 mũ trừ 1 này. 100 mũ dương 1. Và 200 mũ trừ 1. Được rồi. Nào mình lại dở đấy ra. Đây, rửa đấy ra. Thành phần. Vậy tôi cần bao nhiêu nhỉ? Cái độ, cái này là 1 này. Cái này là 2 này, còn cái này là 2 phẩy mấy thôi. Không cần nhiều lắm. Đó, nó tệt. Đây. Biên nhé. 1, 2 đến 2 phẩy mấy thôi mà. Trên bảng này viết này sẽ rất là nhanh. 0 này, 1 này, 2 này, 3 này. Đây là log của omega. Chưa? À, bây giờ vẽ biên của thằng thứ nhất. Cái thằng z omega trước đi. Z omega. À, z omega nó là một cái đường có độ dốc bằng 1 đi xuyên qua. À, độ dốc bằng 20. 20 nhân với n, 20 lốc cái này rồi, xin qua góc 0, đây tôi để đây là 20 đi, đây là 40, đây là đường đầu tiên của tôi, như thế này, đường đầu tiên là 1, đó, đầu tiên là 20 đấy, 20 nhân số mũ. Đó, thằng số 2 tôi chọn màu xanh. À, thằng số 2 là với số cắt bằng 1 và bằng 10, tức là omega log 1 đấy. Trước đó bằng 0, sau đó là gì? Âm bao nhiêu? Âm 40, à, âm 20 mũ trừ 1 mà. Nên sau đó đi theo đường này. Thành phần thứ 3 chọn màu tím. Phần thứ 2 là dương 1, như vậy trước đó thì bằng 0, sau đó là dương 1 là dương 20. Thành phần cuối cùng 200, mà 200 này nó lao lên từ đâu tính.
Lúc này xem là lốc của nó bằng bao nhiêu. Lốc của 200. Hai phẩy ba đấy, từ chỗ 2,3 bắt đầu cao lên theo số nhỉ, chữ một à, bắt đầu từ cao xuống, đây là 2,5 ở đây là 2,3. Đây, cao xuống một độ dốc bằng một à, độ dốc bằng 20, từ 2,3 là sẽ đến chỗ 3,3. Dạ. Nó mới lấy tổng tất cả cái tổng lên lại để cho 1 2 3 4 đường. Lấy tổng bằng cái đường màu màu xanh nhạt siêu đậm. À, thì trước đó nó sẽ là gì? Tiếp đó là đường xiên này. Đến đây gặp cái thằng xiên xuống giống như nó nhưng nó phải đi ngang. Đó, đến đây là gặp một thằng xiên lên, lên đến đây, đến đây là gặp một thằng xiên xuống, nên đến đây là đi ngang. Đấy, thế còn muốn vẽ chính xác nữa thì tính như cái gốc này, tính như chỗ này, tính chỗ này, nhưng mà khi mà vội quá hết thời gian là mẹ tôi cũng thử cho anh này tính quá mệt mỏi vẽ luôn. Video sẽ xin đấy, mình đang vẽ luôn này và hôm theo nó sẽ xin nhé. Ở đây người ta vẽ các con trục không, ở đây là hơi sai lầm, đây không phải là bằng không nhé, là không, không là không về lốc thôi, không phải là không bằng omega, không được là không về lốc. Chưa? Đây là tức là nó đi qua không tại omega bằng bằng một, đây là tức là đi qua không tại lốc bằng không. Nên nếu mà đồ vẽ đây là lốc nhá, trục ngang là lốc này, đi qua không tại lốc bằng không. Họ vẽ này tôi cho là sai. Đó, đi qua không tại bằng một, chứng tỏ đây là đồ thị omega. Đồ thị omega thì không thể nào mà đến đây lại 1.000, đến đây lại 100, đến đây lại ấy được. Nên nếu đây là đồ thị omega thì cái trục này nó phải rất là dài. Còn nếu đây là đồ thị lốc thì nó đi qua không đốc được chưa? Không đây không đây lốc bằng không, tại lốc bằng không tức là tần số bằng một, chỗ này là tần số một nhưng lốc bằng không. Vậy là đi qua chỗ này tần số 1 thì vẽ số 1 đây là đúng rồi. Nhưng mà nếu mà như thế thì chỗ này 10, 100 là vẽ sai. Anh nào đúng này thì thôi. Đi qua góc không. Bởi vì nó là cái phương trình có dạng y bằng 1x mà. Nhá, anh gì muốn nở nhá. Đi qua omega bằng bằng 1. Đi qua không. Trên đồ thị lốc này là sẽ đi qua điểm không và độ dốc bằng 20 n, n một rồi thì cứ sang một thì đến một thôi, sang một đề cát thì đi đến 20. À, thế đồ thị biên là như vậy, trong người ta cũng chỉ làm cái đường xiên xiên này đi qua gần gần này, chúng ta thấy đang đến đây tiệm cận nhé, ngày càng gần lại nhé. Bởi vì tôi vẽ bằng chuột nên là không sắc được, nghĩa là phải rất là sắc. À, biên là như vậy, thế bây giờ pha nào, pha thì quay trở lại cái hình này, xóa bỏ cái phần tiếp đi.
xóa hết là chạy chút tốc độ. Chưa, pha thì ta có đây đây thì vẫn là lốc này, omega này, đây là một này, đây là hai, đây là ba này, đây là không này, với tần số một này thì nó cũng có là 90 với âm 90, âm tám, âm 90, âm 90. Rồi, về thằng tần số cắt đầu tiên, tần số cắt bằng 10. Đây là bậc nhất, cho nên trước đó phải đường thẳng. Đầu tiên. À, tại tần số cắt bằng 10 này, trước đó thì bằng 0. Sau đó là gì? Cũng đây là nữ trừ 1. Cho nên sau đó nó là âm 90. Được chưa? Và bậc nhất thì cho nên là lấy về trước, về sau 1 đề k. Tức là nó phải xiên từ chữ 0 cho đến 2. Là chính cái việc vẽ như này mới thành ra chính xác, nhưng mà ngày xưa người ta không làm được chính xác, người ta chỉ làm được nha. Tại tần số cắt này một này, lấy trước sau một đề ca này và tạo ra cái đường xiên này. Tiếp theo đến cái thằng phần số 2, Z thành phần tần số cắt bằng 100, đây là mũ dương 1, mũ dương 1, mũ là ban đầu bằng 0, sau đó bằng dương 90. Nó cũng phải xiên từ đây xiên lên, không sang trái một hay sang phải một, 100 rồi thành phần 200. 200 là bạn lại tính log được 2,3 đấy nhỉ, 2,3 là số này, một khác thì cũng trước sau một. Đây là mũ trừ 1, mũ trước đó bằng 0. Mình lao từ 1,3 cho đến 3,3 thì lao xuống được. Mình sẽ có cái này. Trước đó bằng 0. Còn cái gì nữa? Còn đây pha của Zilmega. Nào Zilmega pha nó là dương 90. Đó, dương 90 mũ 1 mà. Dương 90. Dương ra là một thằng nằm ngang. Lại lấy một cái màu nữa. Đó, thằng nằm ngang như thế này. Rồi, bây giờ tôi lấy tổng nhá. Lấy màu cái màu đen thật đậm. Cái tổng này. Thì ban đầu tồn tại mỗi ông dương 90 thôi. Thế nên ban đầu nó phải là dương 90. Đến đây gặp ai? Anh ra đến đây gặp đường gì? Đây gặp được màu đỏ, xin xuống nhưng phải đi theo được màu đỏ, độ dốc xuống mà dốc xuống. Đến đây gặp đường màu xanh dốc lên, đang dốc xuống lại gặp dốc lên gì để nằm ngang, nằm ngang. Đến đây gặp cái gì xanh nhạt dốc xuống, cho nên là dốc xuống, dốc đến đâu, dốc đến chỗ này nhá. Ta nhìn này, dốc đến chỗ này thì cái đường màu đỏ không còn dốc xuống nữa. Lúc này sẽ chỉ còn có đường màu xanh nhạt và đường màu xanh đậm. Độ dốc bằng nhau. Một cái lên, một cái xuống, cho nên là nằm ngang. Đến đây, cái thằng màu xanh đâm lên không còn nữa, chỉ còn thằng màu xanh nhạt. Cho nên là đi xuống là đường xanh nhạt. Được chưa? Đến đây thì xanh nhạt nó cũng hết. Thành ra là nằm ngang. Đấy. Xong rồi cũng vẽ một cái đường xuyên qua các kiểu này. Mỏng. Tiệm cận này, tiệm cận. Đường là tiệm cận. Xuyên. Tôi vẽ một chuột trên là nó không đẹp lắm. Xuyên nhỉ, như thế. Này xin vào đây, này xin vào đây.
đấy mới là cái đồ thị cần vẽ nha. Còn cái hình lẫy lẫy này là cái tiệm cận của nó, nhưng mà cái tiệm cận này lại rất cần thiết. Này cái chúng ta học là chúng ta học cách dựng cái tiệm cận này, chứ không phải dựng cái đường này. Đấy, một số điểm gãy này thì cũng có thể tính tính bao nhiêu đó. Đấy, cái đường của nó này cũng xuất phát từ dương 90 này. Rồi, cũng luôn 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 cuối cùng kết thúc, à cuối cùng kết thúc bằng không à. Đấy, sẽ là sẽ nào, đúng là kết thúc bằng không. Nhưng cuối cùng người ta có cái đường này bằng dương 90, dương 90. Thằng này âm 90, à đây có hai thằng âm 90. Đúng rồi, cuối cùng là nó về không. Thế thì cái gãy ở chỗ cuối này nó phải cao hơn, ra chỗ này nó phải phải nấc này cao hơn. Rồi, tôi biết nhầm chỗ nào rồi. Chỗ này nhá, tức là độ dốc giống như thế này thì nó phải xuyên đến vị trí này, này. Chứ không thể xuyên xuống không rồi được. Xuyên đến vị trí này. Nên đi thi nhá, anh nên băng giấy ô ly ra. Giống giống như này. Giấy ô ly để vậy là sẽ nhanh hơn đấy. Okay. Nên đến đây ra từ đây đi theo đường xanh thì nó mới đến đây được, nhưng mà từ chỗ này đi theo đường xanh thì sẽ chỉ đến được cái chỗ cao cao này thôi nha, không xuống không được. Còn đấy thì tôi để xuống không này, đến chỗ này thôi, đến chỗ này thì cái đường đỏ này hết. Không, lại chỉ còn cái đường xanh đi lên và cái đường xanh đi xuống, nên nó phải đi ngang. Đi ngang đến đây đường xanh đi lên hết rồi, chỉ còn đường xanh đi xuống, thì đi theo đường xanh đi xuống. Đến đây đường xanh đi xuống cũng hết, thì là đi ngang. Chúng ta lại xem nào, chỗ này nha, nhảy một cái là dương 90 này, một cái xanh này cũng là dương 90, thế còn xanh nhạt là âm 90, đường đỏ là âm 90, thì tổng không. Đấy. Đi ngang. Nối lại. Hệ này hơi đặc biệt. Đó. Tức là tần số càng cao thì lại vào ra cùng tần số, lại 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 cùng pha với nhau. À, hơi đặc biệt nhỉ. Các cái đầu vào của tôi mà càng nhanh thì đầu ra lại cũng nhanh theo, ngay lập tức. Nhưng mà đầu vào của tôi mà chậm thì đầu ra lại lại bị chậm. Hơi ngược, này nó hơi ngược trong cái thực tế là thường đầu vào càng nhanh thì đầu ra nó càng bị ảnh, cái đầu vào nó quá là nhanh, giống như là cái anh đấm liên tục vào cái tường này, đấm rất nhanh, trong đấm rất nhanh thì hầu như tường nó sẽ không di chuyển tí nào. Còn nếu mà anh đạp chậm chậm mà lực đủ lớn ấy, thì cái tường nó sẽ di chuyển, anh nhìn lại hơi ngược nào. Bây giờ qua hai ví dụ này, ví dụ ra này thì dễ hơn. Anh có gì thắc mắc không? À, thế còn cái hình cụ thể, cái hình là chính vẽ chính xác, không dựa theo tiệm cận nào cả, thì nó là hình này. Cái hình này. Đây có cái đoạn, đây có một đoạn nằm ngang, đây là vẽ khá là ngang. Đây này là hình chính xác nhất nhé, như là tính từng điểm một để vẽ. Đấy. Cái điểm 1950 người ta cũng muốn vẽ hình này lắm nhưng mà không vẽ được. Đấy. Thế cái điểm 1950 mà nó vẽ được cái này rồi thì có khi là bây giờ loài người nó đi lên hỏa sống rồi đấy. Sạc pin. Bây giờ ta làm cái bài này.
Bài này. Kết quả đây, tôi cho các anh kết quả luôn. Nó làm thế nào ra được cái kết quả này? Đấy, ôn luyện mấy cái. Còn thời gian mà. Phần này 3 điểm. Đấy, cái bài con này 3 điểm này. Đấy. Thấy được không? Copy sang. Biến đổi. Trên giấy. Rồi, nó bằng cái gì? Tỏ thế nhỉ? Nào, nó vào. Rồi, ra đây. Tắt. Omega. Bây giờ cái này là 10 di omega bình, muốn có một ở đây phải bỏ 10 di omega bình ra ngoài. Đó. 10 di omega bình phương ra ngoài. Giả sử lúc này trên tử nó sẽ chỉ còn là gì? Di omega chia 10 cộng 1. Đúng không? Chia cho 10 cộng với 1. Đấy, tần số cắt nó từ 10. Bỏ 10, 10, 10 ra ngoài mà. 10 ông mình ra ngoài thì đây là zoom không qua. Bỏ 10 ra thì phải 40 bên trong này. Bên dưới mẫu này. 10 mũ 4 thì cứ để nguyên. Bên 4 chỗ này là 1. Nhá, một chỗ này là 1. Phần tử tự do 1 thì tôi phải bỏ nốt cái này ra ngoài. Đây là 10 mũ. 10 mũ 5. Bỏ tiếp 10 mũ 5 ra ngoài này. Thì bên trong sẽ là gì? Có 10 mũ 5 thì chỗ này sẽ phải chia cho 10 mũ 5. Wow. G omega bình chia cho 10 mũ 5 cộng với 1100 1100 chia cho 10 mũ 5 z omega cộng với 1 đủ chưa? Rồi bây giờ tách ra tiếp xem là nó là bậc 2 nhé. Thì xem cái này nó là bậc nhất hay bậc 2. Nó đây là bậc 2 nhưng mà liệu nó có nghiệm không? Đã chia complex này. Equation 1, đây là 10 mũ 5, 1 chia 10 mũ 5 đúng không? 1 phần 1 mũ 5, đây là 1100, 1100 phần 10 mũ 5, đây là 1. Đấy, một cái nghiệm là âm 100. Một kinh nghiệm là 1.000. Như vậy nó sẽ viết thành C này. Một kinh nghiệm là 100, một kinh nghiệm là 1.000. Thì nó sẽ phải như sau. G omega cộng 100. Đúng không? Và G omega cộng 1.000. Thế thì nó mới năng nghiệm là 1.000 chứ. Đúng không? Nhưng mà nếu để như này thì nhân vào nhau ra 10.000 mất. Tôi phải chia cái này cho 100, chia này cho 1.000. Cái này nó sẽ là chia cho 100. Chia này là cộng 1. Đó, cái này là chia cho 1.000. Cái này là cộng 1. Đó. Nhân với nhau nó sẽ ra cái phần lẻ của đây. Chia chia này cho này là 1 chia cho bao nhiêu? 10 chia cho 10 mũ 9 là 10 mũ trừ 8. Trừ 8. Đó, sẽ bỏ được cái này đi.
Vậy bằng 10 trừ 8 nhân với cả chi omega bình phương dương 2 đấy, nhân với cả về sắp xếp theo chiều tăng của tần số cắt nha, j omega trừ 10 cộng 1 mũ 1. Một viện được không, viện được sau đến cái này tần số cắt là 100 và mũ trừ 1 đúng không, đến cái này tần số cắt 1000 mũ trừ 1 nốt. Copy vào. Rồi, chính là nó. Rồi về chúng ta lại giờ lấy ra chúng ta vẽ. Nào, xem nào cần không nhân đây là một lốc bằng một lốc bằng 0, 1, 2, 3 quá đẹp. Chúng ta chỉ là 1, 2, 3. Ở đây. À, đánh dấu vào đây này, 1 này, 2 này, 3 này, để lốc của omega, nhá, 0 này, rồi bây giờ thành phần 10 mũ trừ 8, ấy à, 10 mũ trừ 8 thì hơi đần độ, 10 mũ trừ 8 lấy lốc là trừ 8, hoặc là nhân 20 nữa, âm 160, số lắm. Rồi, cứ giả sử đây là ông trường hợp thôi. Rất là sâu. Nha, âm 160. Cả hệ thống này nó phải bê lên trên thì nó trả cho nó vẽ bê tất cả cái đống này lên trên là đây là cái số vơ đấy nhá, âm 160 rất là xa. Sau đó tôi vẽ lên cái thành phần bậc không này là tần số cắt bằng không này, riêng ra bình như vậy thì đi qua không và độ dốc là 2 lần, đây thì cho mình là 20 là 40 thì là âm 20 40 20 lốc cho nên nó sẽ là một cái đường thẳng đi xuyên vào đây. Vậy thì vẽ một màu nhé, rõ quá rồi, một màu đặt tan hay là thành màu đây, thành phần là phần riêng ra à, riêng ra bình thì phải 40 thôi, màu khá. Rồi, 40 trong thành phần này mũ 1, mũ dương 1 như vậy dốc lên 20 tần số cắt bằng 10 chọn màu khác nó quên là 20 rồi.
dốc xuống 20 và số khác 100. Chọn màu tím. Có cái thằng 1.000 này thì sao? Tận cắt tầm 1.000 và dốc xuống 20. Màu tím. Hôm nay màu pha lam. Đó. Gọi là cũng 5 thành phần nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lấy tổng lại. Đấy, quan trọng nhất là cái bước lấy tổng. Tôi sẽ đánh màu. Màu đỏ. Siêu đậm. Đó, bây giờ nhá, ở cái vùng gần không này, nó có một cái là âm 160 cộng với cả một cái xiên này. Thì sao? Có nghĩa là gì? Cái xiên này nó sẽ bị lùi xuống một lượng là 160. Ở đây là nó qua không thì tức là nó phải đi qua âm 160 chỗ này. Yeah. Đi qua âm 160. Và độ dốc thì nó vẫn là 40. Từ đây sang một đây. Song song với cả cái đường màu vàng ấy. Song song với đường màu vàng và đi qua cái vị trí âm 160. Thấy chưa? Như vậy song song với đường màu vàng cộng với đường màu đỏ thì sẽ ra cái đường màu xiên này song song với màu vàng và đi qua giao điểm. Đến đây gặp một thằng dương nữa. À, dương lên. Dương lên thì dương lên là ô thì lên 60 điểm. À, lên tận đây. Đây. Nó đến hai thì gặp thằng đâm xuống. Thì nó cũng phải vẫn đâm lên nha, vẫn đâm lên cái giấy rồi. Vẫn đâm lên. Vì đây là nó đâm lên với dương 60 mà. Gặp một thằng âm 20 nó vẫn đâm lên từ 40. Từ 40. Xong đến 3 này thì bắt đầu đã đâm lên. Dương 20. Vẫn đâm lên, thằng nào mãi mãi đâm lên. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì vẫn cứ đâm lên mãi. Lý do thì ta nhìn số mũ, tổng số mũ đây này. Mũ 2 nhá, mũ 1 nhá. Mũ trừ 1, mũ trừ 1 như vậy. Số mũ cuối cùng nó là dương 1. Mũ 1 cho nên là đâm lên dương 20 là đúng không? Cuối cùng là nó sẽ đâm lên với độ dốc là dương 20. Đó, số xuống này. Mọi chỉ có đi lên này. Lúc đầu đi lên dương 40 này. Xong đến đây đi lên dương 60 này. Đến đây đi lên dương bớt đi nhưng mà vẫn là đi lên. Gặp ông 100 này. Bớt đi gặp đâm rồi. Bớt đi thì vẫn đi lên. Anh vẽ được cái này là tốt lắm rồi. Rồi vẽ thêm một cái đường CCCC này nữa. À, là xong. Là xong cái đường biên. Được chưa? Anh đã hiểu chưa? Đây này, vẽ cái hình thật của nó nhé. Luôn luôn là đi lên, nhưng mà đi lên nữa, lên mãi. Lên mãi, lên mãi, lên mãi. Bây giờ tôi vẽ cái đường pha. Pha này. Để lại chụp độ. Pha thì chỗ này nó sẽ là 180 và 90. À, 90 này. 180 này. Âm 90. Âm 180. Nào pha của cái thằng 10 mũ chữ 8 này nó còn không rồi. Còn phải nhiều. Nó pha 180 không? Trời. Đầy quá. Mấy mũ chữ 8 nó là số dương mà. Pha nó bằng không này. Xong rồi đến cộng với pha của Diêu Hòa Bình. Hay Diêu Hòa Bình thì pha nó là dương. Dương 180 rồi. Không bao giờ thay đổi. Dương 180. Một cái màu khác thì là tải.
màu vàng, đường 180. Rồi pha của cái thằng J omega trên 10 cộng 1 này thì trước 10 rất nhiều nó bằng không, sau 10 rất nhiều nó bằng, đây là dương ngoài, đây là dương 90, dương 90, và cái xiên của nó sẽ là trước sau 1 tỷ k đây. Đây là thành phần thứ nhất, có thành phần J omega trên 100 cộng 1 thì nó là tại vị trí số 2 này, vị trí tốc khoảng 2 này, trước bằng 0, sau đó là âm 90, tại vì mũ trừ 1 âm 90 và 1 tk để xiên, nó là xiên từ chỗ 1 cho đến 3. Tại 1.000 thì sao? 1.000 nó cũng là âm. Nghĩa là 1.000 là cái âm từ 2 cho đến 4. Trước đó thì bằng 0, sau đó bằng 0,90. Thì về lấy tổng tất cả lại thôi. Tổng thì lấy màu màu đỏ siêu đậm này. Màu siêu đậm. Nào, trước 0 bằng 0. Đến 0 đến 0 gặp cái gì, đến 0 gặp hai sai lầm màu vàng, tí nó quên rồi, đến 0 gặp màu vàng như vậy là nhảy lên ngay lập tức là nhảy lên, nó lại vừa nhảy lên lại còn nhảy xiên nữa, như từ cái move về có một số không không chỗ nào nhảy lên nữa. Đấy à, trước không thì nó bằng không này, nhưng đến không nó nhảy lên phát, nhảy lên tới đây nha, thậm chí nhảy lên mà lại nhảy nha. À không phải, không phải nhảy. Cái đường 180 này nó luôn luôn bằng 180, đâu phải đến tận đây nó mới nhảy đâu. Số phức J omega bình nhé, dùng ra tất cả bình thì nó luôn luôn là trạng thái chẳng lẽ thì không phải đi là mẹ thiếu mà. Đây nó đường không đủ, cho nên là trước không nó là tổng của hai đường này, nó phải là 180, đến không gặp thêm ông này nữa để nhảy lên xin lên đến đây, à nhưng không, đến chỗ này thôi là gặp một thằng xiên xuống với độ dốc bằng nó, nên là nó đi nằm ngang, nằm ngang đến đây. Thằng đến đây gặp hai điều, là cái thằng đi lên lúc này nó là nó đi ngang mất rồi, như vậy là giảm giảm mất một lần độ dốc, sau đó gặp thêm một thằng đi xuống là giảm hai lần, giảm hai lần, giảm hai lần độ dốc, nên là xiên xuống khá mạnh, rất là xuyên xuống rất là đúng không? Chưa, xong xuyên xuống đây thì thế nào, xuyên xuống đây thì cái thằng mà xuyên xuống lúc này lại 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 lên rồi, lại lên, cho nên là tôi xuyên xuống một người đến đây không còn ai xuyên nữa, nên là đi đúng không? Tôi kiểm tra nhé, đến lúc cuối này nhé, một đường là 180 này, một đường là 90 này, một đường là 0 này, hai đường là âm 90, vậy tổng của nó sẽ là gì, 180 90 trừ 0 trừ đi hai lần 90 bằng dương 90, đúng rồi, và cuối cùng là dương 90. Để pha của tôi sẽ bám theo đây là xin như này, cái đường thực tế của nó đây cũng xuất phát từ 180 nhìn không, xuất phát từ 180 này đến đây vòng lên này, xong cuối cùng tiệm cận về dương 90. Vâng, 90 đây. Có 180 vòng lên. Được chưa? Này chữa cho anh mấy bài liền. Vừa khó vừa dễ.
Anh có là tự tin là làm được chưa? Nhưng mà anh thi toàn bỏ, đa phần bỏ. Một phòng thi chắc thì được một hai thằng vẽ được nguệch ngoạc, hoặc được cái đường có gần này đâu, không thấy ông nào vẽ được cái đường tổng. Hỏi được không? Hỏi được rồi. Tiếp không có ví dụ nào. Đây, ví dụ cuối cùng. Trông nó cũng có vẻ khá là ngoan ngoèo đấy nhỉ. Làm nhá, làm cái bài này nhá. Nào, copy cái này sang này. Biến đổi ngoài giấy, biến đổi trước. Dễ thôi mà, không đâu. Đây. Nó bằng cái gì? À. Omega. Bằng 10 mũ 5. Dĩ nhiên là phải bỏ ra ngoài rồi. 10 mũ 5. Trong chỗ này phải bỏ 100 diu và mình ra ngoài. Thêm 10 mũ 2 nữa. Di omega mình ra ngoài. Thì lúc này trên tử nó sẽ còn bài này, bài này làm rồi sao nhỉ? Từ xem nào. À, một chút, nó vẫn chỉ loanh quanh mấy cái tần số cắt này thôi. Thế để tần số cắt mà xấu thì các anh nhỏ phải tính loga ấy. Loga khó ra, để toàn 10, 100, 1000 dễ. Nào bên trên tử nó sẽ là j omega, omega chia bao nhiêu, chia 100, 1 cộng với 1 đúng không? Bỏ bỏ 10 mũ 2 đi qua bình ra ngoài. Nào mẫu này. Mẫu là tôi giả luôn quy trình này đi. Nào, xem nghiệm đó. Xong rồi biến đổi thành một sau cũng được. Không nhất thiết phải đưa một ra ngoài trước. Nào, không nhất thiết là phải đưa một người ra ngoài. Tôi giải trước đã. Nào, một này. À, 1010. Thứ ba là 10.000. Đó. Nghiệm của tôi là 10 và 1.000. Như vậy nó sẽ là J omega trừ 10. Đó. Nhân với J omega trừ 1.000. Chưa? Sao phải thêm, có phải thêm hệ số nào không? Đang kiểm tra này, cái số hạng tự do này. Được số cộng nhập là âm 10 và 10 cộng 10. Nhá, cái số hạng tự do của tôi là 10 nhân với 1.000, 10.000 đúng nhá, đây là 10.000 cho nên là không cần phải thêm bất kỳ gì hết. Nhưng mà bây giờ muốn biến hết thành một thì tôi phải chia này cho 10. Không. Chia biến hết thành một thì phải bỏ 10 ra ngoài. Bỏ 10 ra ngoài. Trong cái này biến thành một thì phải chia cho 1.000. Chuyển từ thành một
Rồi bỏ con mình ra ngoài tiếp. Rồi. Chưa? À, bằng này. Thì bây giờ có 10 mũ 5 lên 10 mũ 7. 10 mũ 7 thì này chia cho 10 mũ 4 thì được là 10 mũ 3. Nhắc tôi để là 10 mũ 3. Chưa được biết rằng mọi người làm gì cả. Tí nữa là nó lốc nó ra. Lốc nó ra 3 luôn. Xong nhân viên ra bình. Rồi sắp xếp cho chiều tăng của tần số cắt. Cái này là 10. Rồi nhân với cái này. Mũ trừ 1 đúng không? Xong nhân với cái này. Mũ 1. Rồi, xong nhân với cái này mũ trừ 1 tiếp. Trừ 1. Rồi, kết quả copy. Rồi bây giờ lại giờ đấy ra vẽ. À, quận 3 cái. Đó, thì trong rồi cái thôi. Lại kẻ tiếp. Chả luôn động nhé, lần tôi dùng một màu nhanh nhé. Chả luôn động. Rồi, động bây giờ thì tốt. Không này. Một, hai, ba, log của omega. Omega thì đây là 20 và 40 luôn luôn chia độ như này. Tại vì là cái độ dốc của nó toàn là 20 log với cả 40 log thôi mà. Thế là chia như này thì nó sẽ dễ. Mình chia 1 2 3 4 6 8 9 10. Nào, cổ thị viên nhá. Đầu tiên là cái thằng 10 mũ 3 này nó sẽ bằng 20 nhân log của 10 mũ 3 âm 60 là dương dương 60. Nó nằm ở đây. Thầy thì cho đường màu vào đi. Đương nhiên này là được đường dương 60. Không được. Đó. Góc đường 3 bằng nhân 20 là dương 60. Thành thứ hai thì cho màu xanh là diêm ra bình. Nó nằm ở cái đường đến 20 nhân với 20 nhân với 2 là 40. 40 log omega vậy là đi xuyên qua không với độ dốc là 40 thì đây 40 đây được chưa? Đây là thằng thứ ba là màu xanh khác. Thằng thứ ba là 10, độ dốc là âm 20, cũng trừ 1 mà. 10 là tại 10 âm hàng thứ tư là 100 dương lên hai 100 dương lên 1.000 là âm xuống cao xuống bây giờ lấy tổng lại lấy tổng lại tôi sẽ phải dịch chuyển cái đồ thị một chút tại vì xuất phát từ đầu quá cao. À, đây lấy tổng lại thì như sau. Đường màu đỏ rất đậm này. Thứ nhất là gì? Từ ngày xưa là nó đã bằng bằng dương dương 60 rồi. À, xong đến không lại gặp cái ông dương lên nữa nên là dốc lên độ dốc 40. Sang đến đây. Đến đây gặp vấn đề gì? Đến đây gặp thằng dốc xuống này. Với độ dốc là 20.
cho nên là chỉ dốc lên với độ dốc 20 thôi. Nhà đang 40 mà dốc xuống vẫn bây giờ vẫn dốc lên với độ dốc là 20. Máy chà chà cũng chưa đủ để về. Kiểu nào, các anh cứ tưởng tượng đây là lên một ô nhé. Xong đến đây lại lên tiếp. Ôi rồi, hết chỗ rồi, thấy không lên được nữa. Chạy về lên tiếp. Nào nào rồi nhỉ? Mua được chưa? Cái này để cho hơi buồn cười. Chỉ thấy lên là lên. Nếu mà các anh mà quen vẽ cái hàm U với hàm R thì cái chỗ này nó dễ được, cũng được. Ừ, các anh có hiểu không? Nhá, tôi đang đi đến đây này. Bắt đầu tôi đang không đổi bằng 60 nhá. Sau đến đây tôi gặp một đường dốc lên mà. À không, cái đường này nó có cả trước không, có cả trước thời điểm không, rất cẩn thận. Chứ mình ban đầu không phải, ban đầu nó là dương 60 cộng cả cái đường này. Đấy. Chứ không phải là tối dương 60 đâu, nên nó là cái đường thẳng, song song với cả cái đường xanh nhạt này, nhưng đi qua điểm dương 60. Đấy, con đường này cơ. Nhà dương 60 chỗ này. Không đến đây gặp anh dục xuống, dục xuống tất cả vẫn đi lên dương 20. Đến đây gặp ông nữa là đi lên tiếp dương 20 nữa. Xong cuối cùng vẫn đi lên với dương 20. Em giải rồi, có chịu. Như vậy được cái đường này. Chỉ có đi lên là đi lên. Có đi lên. Đây này. Vậy thật ra nó như này. Đi con đi lên. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên nữa, đi lên mãi. Được chưa? Bây giờ vẽ pha nốt này. Pha này chúng ta kết thúc chương trình. Và chúng ta đã làm những bài từ bằng một trình độ thi cho đến chương trình độ thi. Cho nên là đi thi mà anh nào không làm được thì chúng ta phải không học theo tôi đã. Chỉ điểm của trách ai nha. Các anh chỉ là những bài khó hơn thi hoặc là như thi thôi. Thì lại nó này. Đúng nha. Đây. Ở đây 90 này. Rồi, 90, 180 này. Âm 90, âm 180 nhá. Vẽ nhanh nhá, nào. Chọn đường màu vàng. Nét đậm về vẽ nhanh và mấy ví dụ rồi không cần phải vẽ từng thành phần nữa. Đầu tiên này nhìn này, ngay từ ngày xưa nó không này, mười mũ chín mười mũ ba không phao không, được chưa, tổng đồ không phao không. Rồi đến đâu gặp tần số cắt đầu tiên, tần số cắt đầu tiên bằng một góc phao bằng bao nhiêu, bình phương. Bình phương góc phao bằng nhau 180, đúng chưa? 180 nhảy phát lên 180. Đó. Sau đó gặp thằng tần số cắt thằng 10 thì nó đâm xuống. À, chưa rồi. Vẫn phải vẽ từng thành phần các bạn ạ, bởi vì mỗi một cái thành phần tần số cắt này nha phải tạo ra một cái đường zigzag, nên vẫn phải vẽ từng thành phần này.
Nếu bây giờ tôi vẽ đến đây, đây cái thằng mở qua này, bây giờ tôi vẽ đến cái thằng Si Bình Phương này, đi Bình Phương này, nó là một cái đường 180 không thay đổi, lúc nào nó là 180. Và cái đường này trước 10 thì nó bằng 0, sau 10 thì nó bằng âm 90. Và nên là nó cũng là xiên thế nào. 10. Đó. Ờ, còn thằng này trước 100 thì nó bằng 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 0, sau 100 thì bằng dương 90. Sai trái một sai phải một. Đấy, để thằng thứ hai, thằng này thì trước nó bằng 0, sau đó bằng âm 90. Là âm 90. Dạ. Nào, lấy tổng. Tổng được màu xanh đi. Nhưng ban đầu là 180 cộng với 0. Đến đây là thằng dốc xuống. Với độ dốc là âm 45 thì tôi đi xuống. Đến đây gặp một thằng đi lên dương 45 thì là đi ngang. Đó, đến đây gặp hai điều. Đến đây gặp hai thứ. Thứ nhất là gặp thêm một thằng âm 45 nữa. Là đáng nhẽ nó phải đi xuống. Nhưng mà cái thằng âm 45 ban nãy lại đi ngang con rồi. Tương đương với việc là cộng thêm 45. Đúng không? Cái thằng đang xuống thì nó lại cộng thêm 45. Còn cái thằng đang ngang thì lại bớt đi 45. Cuối cùng là nó vẫn thế. Vẫn thế, thế đến đây. Là cái nào nhỉ? Đến đây cái thằng đi lên hết rồi. Đó, cái thằng xiên lên này hết rồi. Cho nên là tôi sẽ phải đi bớt đi 45. Đi tiếp đến đây. Đó, đến đây thì cái thằng đi xuống hết rồi. Chúng tôi phải tăng thêm. Cho nên là thầy nhà đi ra. Kiểm tra nhá. Khi mà tần số rất cao nhá, xem nó góc ngon bao nhiêu nhá. Đây tần số rất cao thì chỗ này nó là tương 180 này. Cộng 90 này. Thì trừ đi không trừ đi như vậy vẫn là dương 90 đúng không, dương 90 như vậy còn tôi xuất phát từ 180 xong rồi nhảy 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 cuối cùng là dừng ở âm 90 à dừng ở dương 90 đấy, nhìn đấy đường xuất phát từ 180 này nó nhảy xuống này ở lên xong nó dừng ở dương 90 đấy. Cái đường vẽ thật sự thì nó sẽ có cái đoạn nhảy lên, nhưng mà cái đường mà chúng ta vẽ bằng các cái tiệm cận nó sẽ không có nhảy lên, đấy chính là hạn chế chế của ngày xưa, tại vì người ta đã sắp xỉ khá là thô cái đoạn chuyển tiếp đây này, người ta sắp xỉ bằng những cái đường thẳng này. Cho nên là khi các đường thẳng phối hợp với nhau lại thành ra không còn gì. Còn nếu mà vẽ đúng chính xác từng tần số một thì nó có cái đoạn cuốn lên như con đầu và cuối thì giờ đúng rồi nha, đầu là dương 8, cuối là dương 90. Tôi nhân 8 đây, cuối là dương 90 đây. Được chưa? Các anh có hỏi gì nữa không? À, làm bao nhiêu bộ rồi? Ừ, có hỏi gì nữa không? Rồi. Chúc anh thi tốt thôi, tôi chẳng biết làm nào, thật sự là dạy các anh không còn cái gì là chưa dạy cả. Bài tập cũng làm rất nhiều, từ dễ đến khó, khó hơn cả thi cũng rất nhiều. Đấy, thi thì các anh sẽ có một câu là vẽ cái hàm dốc với hàm bước nhảy nhá, cái tổng, xong rồi được một câu là tính các hệ số của chuỗi Fourier tổng quát. Thì tôi đã cho các anh, thậm chí cho các anh cả công thức tổng quát luôn, các anh cứ làm bình thường đi xong rồi dùng công thức của tôi mà kiểm tra lại. Đây, đọc công thức rồi nhá.
Giờ này còn có thằng vấn đề đại thừa. Đấy, có đây rồi. Đâu nhỉ? Tôi nhớ nó cho rồi mà. Đây, công thức có nhá. Đây là bài thứ hai. Bài thứ ba thì các bạn sẽ làm một cái bài tính cái tích chập chỗ này này. Tính tích chập với hàm sum. Tính tích chập với hàm sum thì sẽ làm cho nó dịch dịch vị trí hàm đi, xong nó lấy tổng lại thì sẽ các anh sẽ xuất phát, anh cứ viết như này nhá, xong anh vẽ đồ thị ra, xong anh dịch trên đồ thị, xong lấy tổng trên đồ thị, rồi cuối cùng kết quả mới viết ra và vào lại cho bài thi và vẽ, sau đó mới vẽ đồ thị cho bài thi. Được chưa? Đấy, làm ra nháp trước, vẽ cái đồ thị ra nháp trước. Thế còn nếu viết luôn kết quả, các anh cứ tưởng tượng rồi viết luôn vào trong bài thi thì khó lắm, dễ viết nhầm lắm. Nhá, cứ viết biểu thức trước này, ông vẽ đồ thị này, ông dịch này, dịch trái dịch phải đấy, ông lấy tổng những cái đường dịch đấy với nhau lại, sau đó mới biến thành công thức trên từng khoảng, viết là bài. Nghe xong một bài nữa là cho một cái đầu vào dạng cốt tìm phổ của nó, xong rồi cho hàm cho đáp ứng tần số của hệ thống, tìm phổ đầu ra, tìm đáp ứng đầu ra. Đây thì tôi chữa mấy lần rồi, chữa mấy bài mà. Mấy bài từ rất khó, rất là đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Đây kiểu như này này, cho đầu vào, cho đầu vào này, cho đáp ứng phân số, tìm đầu ra. Thì luôn nhớ là có cái tính chất là gì, từ đầu vào viết từ ngay đầu ra, sau đó độ chênh về biên độ thôi và chênh về góc pha thôi, và cùng tần số nhá. Hoặc là cũng có thể là trong tần số dưới dạng phức cũng thế, dạng phức thì nó sẽ tạo ra chênh vừa biên độ vừa tần số đó, vừa biên độ vừa góc pha đúng, tại vì cái tính này, số phức này nó có cả biên và pha mà. Còn nếu mà đáp ứng tần số chỉ là hàm thực thì sẽ chỉ gây ra độ chênh về biên độ, không gây ra độ chênh về tần số, à về 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 góc pha thôi. Rồi, bài cuối cùng là bài bố border đấy, như mấy cái bài mà tôi anh cứ làm được mấy cái bài mà tôi vừa chữa xong này, kiểu gì các anh cũng phải được bố. Giờ có ai hỏi gì không? Tôi sẽ là tổng thảo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiếu anh số 8 nhỉ? Thiếu anh số 8. Em đầy Phú Hình Nam có mà Nguyễn Thế Hải. Không, ở đây. em đầy số 13 có đi học mà. Đây, có đi đâu đâu, có đi học Thế không? thầy ghi không học à? Con là cái buổi này. Lúc buổi nào em chẳng đi học thầy. Tôi không hiểu hôm nay tôi sao tự nghĩ thế. Buổi nào em cũng đi học mà. Hiểu em mấy lần em đều có Đây, mấy anh này cũng đi học đấy mà còn âm ba này. Anh đi học nhưng mà anh không học. thầy giáo ơi, nãy thầy gọi em ra ngoài có chút việc thầy ạ. Em số 7 Ngoài ngoài xin phép đi. em quên mất, em gấp quá nên em không 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 bị xin. Xin nào, chỉ một nữa. Ờ. Dấu trừ là tốt rồi, nhưng anh không là anh không đi học thì nguy hiểm. Nhưng anh có dấu trừ ấy là có học, có đi học tốt hơn. Được chưa? Anh hỏi gì không? Hay là Được buổi rồi. cuối đấy hả thầy? Hay là tuần tuần sau học đúng không ạ? Hết rồi, buổi cuối rồi. Bao Nhớ giờ đây, có điều tôi hoàn ôn chỉnh lại. Ôn lại tất cả những cái gì mà tôi dạy để đảm bảo các anh làm được hết. Quá trình thì tôi chấm nốt là kiểm tra thì tôi nói đi ạ. À?
Mà của cha thấy làm bạn nào nhầm lắm biết đọc em biết anh ta cùng xem mấy bài xong rồi cho anh kinh nghiệm sử ví dụ anh này xem nào số 7 em có cái lỗi gì mình vẽ thì tự phải vẽ thôi chứ không không ai vẽ lại đẹp từ câu này đầu vào này đầu ra ai viết này biết sai gì không f mà là cái hình t à đây là f mà là cái hình t mà f thì phải là x lớn nhá y lớn nhỏ delta delta này viết được lại bằng cái này lại sai rồi đang viết từ miền tần số lại bằng miền thời gian đấy chả hiểu gì viết vậy là nghĩa là phải if bằng cái này thì suy ra it bằng cái kia đó, cái này chưa làm chả hiểu anh học làm gì nào xem anh Hoàng Văn Quân bây giờ vẽ vẽ này vẽ được này cái này e bằng cái này 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 t cái này thiếu dt này nhá cái này thiếu dt này cái này thiếu dt này thiếu dt đổ vào x là một tần số này à, đúng rồi if đúng if viết này h h đúng 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 suy ra cái này tại suy ra cái gì đây phải suy ra it chứ suy ra cái này thì suy ra cái gì mà cái ba này như là sai rồi đấy tại vì là người ta cho là f lớn hơn bằng một bằng ba nó bằng không rồi như vậy trường hợp tần số bằng ba là nó đã bằng không rồi nha chứ không phải là đây này khi mà h nó sẽ lại h 1,5 nha tần số ba 32,5 đúng rồi đúng 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 1,5 đúng thế chỗ này phải viết là y y t nhá tôi biết này là viết thiếu hiểu đi chép loạn xạ lên đâu nó có cái mặt kia ai đâu vào tính này đây là ông này tại sao lại có cái dấu độ lớn đây à. Sao độ lớn đây nhỉ cần IF mà sao lại cần độ lớn IF đâu bằng cái này bằng cái này bằng cái này xong đến đây bằng cái này chả có y bây giờ là y t còn vẽ này là phổ đây phải là if trục này là trục f chứ không phải trục x nhá trục này là trục tần số không hiểu cái gì đâu nào xem anh nhớ phúc này xem. Đây bài nào nhỉ? Có trong bài đúng không? Rồi, đầu vào như này. Đây phải là xf nhá. Đây là x lớn t là thế nào? X nhỏ đây phải là x lớn theo f. Thì ra cái này được. Sau đó mới suy ra được y lớn theo f bằng hf nhân đấy là đúng rồi. Nhân vào thì bởi vì nó là hàm sum. Cho nên nhân vào chỉ cần tính hát lại những vị trí đặc biệt thôi. Ok. Nào nữa thì nào nữa. Đến đây. Đến đây cứ cho là đến đây đúng không? Đến đây đúng không? Dài thế nhỉ? Thế lại tí thôi, chứ không 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 suy ra y tế à? Em làm đến đấy, không biết làm nữa. À. Nấu xong bát cơm không biết ăn. Thì đổ vào như này. Đấy lại 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 có dấu trị tuyệt đối đây là sao? Tại sao nó lớn lên sai nhá? Bắt vẽ phổ đâu mà tính độ lớn à. Bỏ cái dấu này ra thôi còn những cái này phải chịu quá nhiều rồi à, chưa sai đó một phép đấy câu ba này ta biết ra con số này mà sao lại x nhỏ nó là x lớn nhá câu hỏi là x lớn trả lời x nhỏ
Dạ, thế có ai hỏi gì nữa không? Đấy, mà kiểm tra xoay bé bét. Học lớp thì không chú ý. Cố gắng lên nhé, cố gắng ôn bài được. Không, không ai hỏi gì thì đang nghỉ đâu chứ.